Từ từ. Ở chưa? Đây chuẩn bị chưa ấn. Không, chưa ấn. Sao nó hở tắc ở trong? Chưa ấn. Không hở được đâu, làm sao hở được? Ấn mạnh. Chưa ấn. Để hai tay ấn rồi. Bây giờ tự ấn 20 bước phải bà. Tao mặc áo dài của Hồng Kông á, vâng. Son phấn lên á, đồ tóc giả đi đám cưới á. Không ai bảo bà này 80 tuổi đâu. Đúng rồi. Bà này chỉ có hơn 60 thôi. Ừ, thôi rồi. Này quay phim này, đốt lấy đi. Nhìn thấy hai tay ấn ấn đi. Này nó phòng phòng này. Phòng ấn mới đẹp mà. Không. Kiểu 20 bước phải bà đi nhanh. Để thắp nến xong rồi ấn. Cái tóc giả này, cái răng cái tóc là con người. Mình ăn, thắt lến đi con ơi. Đốt lến. Nhanh lên. Con không nào đâu, chảy hết lên rồi. Nhanh một năm nhanh nhở. Nhớ năm ngoái ở nhà con liên hoan không? Thế xong lại ấn để hát cái gì à? Cái gì? Hát gì lại? TV có à? Ờ, TV gì chẳng có. YouTube cái gì có. Năm, tám, tám mấy que à? Ôi! Tám que đi chứ. Cái gì? Tám que đi chứ. Mình ăn. Tám, thôi được rồi, mình ăn tám, mình ăn tám mà. Đây bao nhiêu que? 82. Thôi đấy rồi. 1, 2, đếm vào ngoài, đừng có đếm vào tay. Đếm vào tay rồi nó cháy vào tay. Không đây, được bà. 1, 2. Quay, lên viện, lên viện, lên viện. 18 một cái à? Ừ. Nào. Anh mở này xong bài này xong hát. Ủa chứ à? Đây mà quay video. À, hát thì bây giờ lên đứng đây. Là hát, 20 bước dài ạ. À? Còn 2 bố công nhiều hát nhá. 20 công đi. Không, anh mở bài này hát sao? Hả? Ở đây, đây, mở bách lại bài nữa. Đây, 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 đây. Đấy. Đấy, cứ để mà hát.